Nếu như các bạn đã theo dõi Where to Go Movie từ những ngày đầu thì cũng sẽ biết đến được với tựa phim La Casa de Papel, hay với tựa đề tiếng Anh là Money Heist, chính là loạt phim về trộm cướp có thể nói là nổi tiếng bậc nhất trong khoảng thời gian vài năm đổ lại đây từ Tây Ban Nha. Và nhân dịp phần thứ 5 của loạt phim sắp sửa lên sóng trên Netflix, cũng như là để tiếp tục chuỗi video tóm tắt các TV series trên Netflix sau khi Breaking Bad khép lại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Where to Go Movie. Ngày hôm nay sẽ là tóm tắt những gì đã diễn ra trong phần đầu tiên của Phi vụ triệu đô. Let's go! Money Heist bắt đầu dưới góc nhìn của cô nàng mà sau này ta sẽ được biết đến với bí danh là Tokyo, người vừa trải qua một vụ cướp và mất đi người đồng phạm mà cô hết mực yêu thương. Tokyo dự tính là sẽ buông bỏ hết tất cả để lẩn trốn. Nhưng rồi, cô gặp được Professor và được anh đề nghị tham dự một vụ cướp mà anh dành cả cuộc đời mình ra để lên kế hoạch. Giáo sư là một con người được xem như là bóng ma ở Madrid với bộ não cực kỳ xuất chúng. Chưa từng có tiền án tiền sự, lần cuối làm chứng minh thư là vào năm 19 tuổi. Dành 25 năm cuộc đời để dựng lên kế hoạch cướp xưởng in tiền hoàng gia, vụ cướp có 102 trong lịch sử. Một con người theo chủ nghĩa hoàn hảo, luôn tính toán hết mọi đường đi nước bước và không hề ưa bạo lực. Nhưng đương nhiên, dù xuất chúng như thế nào, một người thì không thể nào có thể thành công được. Chính vì thế, nhóm cướp sẽ tham gia vào phi vụ này sẽ bao gồm những người sau đây. Bên cạnh giáo sư được coi như là đầu não của phi vụ, nhưng anh luôn phải ở ngoài hậu phương chỉ đạo. Chính vì thế, chỉ huy thực sự của tiền tuyến, người trực tiếp tham gia vào vụ cướp và chỉ đạo tất cả, đồng thời là xoay sở tình hình chính là Berlin, một người đàn ông lịch thiệp, điềm tĩnh nhưng không kém phần máu lạnh. Từng có 27 vụ cướp khác nhau trong tiền án tiền sự, nhưng lại chính là người được giáo sư tin tưởng tuyệt đối. Tiếp theo là hai cha con Moscow và Denver. Moscow là người thông thạo mọi lưỡi cắt nhiệt và mọi đồ công nghiệp khi từng xuất thân là thợ mỏ. Về sau thì ông chuyển ngành sang trộm cắp thông qua khả năng đào bới của mình. Còn Denver tuy không có nhiều điều đặc sắc ngoài điệu cười thương hiệu của anh, và hai bố con sẽ phụ trách phần lo lối thoát cho cả nhóm thông qua đường hầm được đào bên dưới hầm tiền. Kế đến là Rio, tình nhân của Tokyo và là thiên tài về công nghệ, thành thạo mọi thứ trong lập trình và về cả chất nổ. Ngoài Tokyo là nữ ra, ta còn có Nairobi, một cô nàng vô cùng lạc quan, là người thông thạo về làm giả tiền, thứ mấu chốt trong vụ cướp lần này. Cuối cùng trong nhóm là cặp đôi Helsinki và Oslo, chỉ đơn thuần là những chiến binh cơ bắp sẵn sàng song pha mặt trận trong một vụ cướp. Và bây giờ ta bắt đầu với vụ cướp lần này thôi nào. Bước đầu tiên trong kế hoạch đó chính là cách để đột nhập vào trong xưởng in tiền. Với những chiếc mặt nạ của họa sĩ Salvador Dali cùng bộ áo liền quần màu đỏ của mình, cả nhóm đã chặn đường và khống chế thành công đoàn vận chuyển những cuộn giấy chuyên dùng để in tiền đang hướng tới xưởng in. Theo kế hoạch của giáo sư, vào ngày xảy ra vụ cướp cũng là ngày mà Alison Parker, con gái của đại sứ Anh, có cuộc tham quan chung với trường đến xưởng in, và cô sẽ là con tin tuyệt vời cho cả nhóm có thể lợi dụng. Một chút thông tin khác nữa về những con người có tầm ảnh hưởng về sau đang ở trong xưởng in, đó là cặp đôi Arturo và Monica. Arturo thì là giám đốc của xưởng in tiền và hắn đang có mối quan hệ bất chính với Monica. Trong lúc cả hai đang tranh cãi về đứa con ngoài kế hoạch ở trong bụng của Monica thì vụ cướp được tiến hành. Toàn bộ 67 con người đang xuất hiện trong xưởng in đều trở thành con tin. Tất cả đều bị tịch thu điện thoại và bị bịt mắt lại. Cả bọn cũng đồng thời đóng hết mọi lối ra trong xưởng. Rio thì với tài năng của mình cũng kết nối được với giáo sư đang chờ tín hiệu ở ngoài. Xong hết được cái bước chuẩn bị ban đầu, bước tiếp theo trong kế hoạch của giáo sư chính là gom một số tiền nhất định có sẵn trong hầm chứa tiền và đem ra ngoài. Đồng thời, bắn trả lại phía cảnh sát khi ra ngoài để vờ như bản thân tẩu thoát bất thành và không còn đường lui, nên đành phải cố thủ trong xưởng in, hòng khiến phía cảnh sát không thể đoán được cả nhóm đang dự tính gì. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra khi Tokyo vì một phút nóng nảy nên đã xông ra sớm hơn dự định, khiến Rio lao theo cô ra ngoài và bị trúng đạn. Tiếp tục với tập 2 thì may mắn thay, Rio chỉ bị xây xước nhẹ chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Cả nhóm thì có một chút bất hòa do sự nóng nảy của Tokyo và bản thân cô cũng bị Berlin và giáo sư trách vì để nảy sinh tình cảm trong phi vụ, điều tối kỵ trong kế hoạch. Trở lại với cảnh sát thì sau cuộc nổ súng vừa xảy ra, thanh tra Raquel Murillo và Angel Rubio đã tham gia vào chiến dịch để đàm phán và lên kế hoạch hòng giải quyết vụ lùm xùm lần này. Nhưng rồi, không những không hề moi móc ra được thông tin hay xác định được thân phận của giáo sư, Raquel thậm chí còn bị tiếp cận bởi chính giáo sư ở tại một quán cà phê gần đó, sau khi anh đã thăm dò được ngoại hình của cô chỉ qua mô tả về quần áo bên ngoài và tiếp cận cô với cái tên giả là Sava của mình. Tạm gác lại sự bực tức của mình với Tokyo, ta quay trở lại với phi vụ trong xưởng in. Lúc này, tất cả con tin đang ở đây đều được phát cho những bộ đồng phục tương tự với băng cướp, cũng như là cả vũ khí giả. Với việc ngụy trang này, cùng với đó là thông tin con gái của đại sứ Anh bị bắt làm con tin đã đến được tai của phía cảnh sát. Kế hoạch đột kích trực diện vào trong xưởng in do đại tá Prieto đề xuất đã phải dừng lại. Đồng thời thì lúc này, kế hoạch thực sự
khi chiếm lấy xưởng in của giáo sư mới được tiết lộ. Đó là anh mướn Nairobi bắt các nhân viên của xưởng in vào trong nhà máy in để in càng nhiều tiền với mệnh giá 50 euro càng tốt. Đương nhiên là với những hiểu biết của Nairobi, những số tiền này được in sẽ không thể bị truy ra được. Đến với tập 3 thì số tiền đã được in ra tại xưởng đã lên đến 52 triệu euro mà vẫn còn tiếp tục tăng. Đồng thời là để giữ vững tinh thần không đối xử khắc nghiệt với các con tin đang bị bắt giam, thì Monica đã phải ra ngoài cùng Berlin để thông báo với phía cảnh sát rằng các con tin vẫn an toàn và cần cung cấp thêm đồ ăn nước uống. Bên trong xưởng in thì Rio lại một lần nữa gây ra rắc rối. Trong lúc mà anh và Tokyo cãi nhau, đã không để ý đến Allison. Cô đã cố gắng lấy điện thoại của mình để xóa những bức ảnh riêng tư của bản thân và điều này đã khiến phe cảnh sát nhận diện được khuôn mặt của Rio và Tokyo. Thiếu sót này của Rio không khỏi khiến Berlin tức giận, nên anh đã cho Helsinki và Oslo dần cho cậu nhóc một trận. Những vết bầm tím của Rio sau đó được Tokyo phát hiện ra và nổi khùng lên với Berlin và đồng bọn của mình. Mãi cho đến khi giáo sư giải thích hậu quả mà Rio gây ra, cô mới chịu dừng lại. Nhưng đó không phải là rắc rối duy nhất trong tập này. Monica trong một lần cố gắng lấy điện thoại trong phòng của Oslo đã bị Berlin và Denver phát hiện. Và Denver không có cách nào khác phải giải quyết cô theo lệnh của Berlin. Sang đến tập 4 thì ta biết được rằng Denver đã không thể xuống tay với Monica. Anh chỉ bắn vào chân của cô và rồi giấu cô vào bên trong hầm tiền, không để cho Berlin biết chuyện đó. Nhưng cái chết giả của Monica đã bị Moscow chứng kiến. Ông cho rằng chính ông đã lôi con trai mình vào chuyện này và khiến cậu phải giết người. Vì quá đau lòng nên ông đã quyết định tự gian đổ bản thân. Nhưng may mắn là Denver đã kịp thời ngăn lại và cho ông biết rằng bàn tay mình chưa dính máu của bất kỳ ai cả. Sau sự việc đó thì Moscow và Denver và một số con tin trong đó có Arturo lên sân thượng để hít thở khí trời, để bình tĩnh lại. Và rồi, Arturo nghe được tin Monica đã bị giết nên anh đã tức giận và mất kiểm soát. Thông qua cái nhìn của cảnh sát thì họ đã tưởng anh là người của băng cướp nên đã đổ súng khiến Arturo bị thương nặng. Ngoài ra thì về phía giáo sư, anh cũng đã thiết lập được một mối quan hệ rất tốt với Raquel và biết thêm về hoàn cảnh gia đình cô, về người chồng vũ phu của cuộc hôn nhân đã tan vỡ của cô là Alberto. Trở lại với vết thương khá nặng của Arturo trong tập 5, dù đã được giáo sư chuẩn bị và chỉ dạy cho các kiến thức cơ bản về y tế, nhưng cả nhóm chỉ có thể sơ cứu tạm thời cho Arturo, chứ không thể làm gì hơn. Raquel sau đó cũng đã có một cuộc đàm phán khác với giáo sư và cả hai đã thống nhất với nhau là cho phép phía cảnh sát cử một đội y tế vào để cứu lấy Arturo. Nhưng phía cảnh sát cũng tìm cách để cài người vào để khám thính tình hình bên trong xưởng in. Và Angel là người được đề cử cải trang vào trong. Ngay lúc mà Angel tiến vào trong thì giáo sư đã phát hiện ra đó là một cảnh sát được cài vào, nên anh đã kêu Helsinki cài vào trong mắt kính của Angel một thiết bị nghe lén để tiện theo dõi. Mặt khác thì cũng là về chuyện sơ cứu, Moscow cùng Denver đã làm khá tốt khi cầm máu và lấy viên đạn trong đùi của Monica ra thành công. Qua tập 6 thì việc giấu Monica của hai bố con Moscow và Denver đã bị phát giác bởi Nairobi. Nhưng trái với những lo lắng của cả hai thì Nairobi bất ngờ giúp đỡ Monica khâu lại vết thương của mình. Còn đối với vết thương của Arturo thì trong lúc các bác sĩ vẫn đang tiến hành cuộc phẫu thuật thì phía cảnh sát cử hai đặc vụ của mình cải trang thành con tin để tiến vào xưởng in thông qua ống dẫn khí. Nhưng giáo sư đã cao tay hơn khi bất ngờ ra lệnh thay đổi mặt nạ của các con tin, khiến các cảnh sát trở nên hoang mang và rút người của mình về. Sau một ngày nữa thất bại của phía cảnh sát, Raquel trở về nhà và nghe lời than phiền của Andrew về việc cô tình tứ với một tên không quen biết ở quán cà phê. Về thiết bị nghe lén của mình thì giáo sư cũng nghe rõ được toàn bộ câu chuyện của cả hai về mình và biết được Raquel cũng có tình cảm với anh. Ngoài ra thì về phía trong xưởng in thì sau một ngày tương đối thành công thì tất cả đã cùng ngồi lại để nghe ngóng tin tức trên truyền hình. Chưa kịp vui vẻ thì Rio trở nên buồn rầu khi thấy bố mẹ mình trên TV bảo rằng họ đã từ anh sau khi danh tính của anh đã bị tiết lộ và bị công bố với thế giới. Chưa dừng lại ở đó, Berlin sau khi bị đồng đội quay lưng và tước đi quyền hạn chỉ huy của mình, cũng bị Tokyo bắt gọi cho giáo sư và nói về cách xử lý của anh khi đã ra lệnh giết Monica và rõ ràng là giáo sư không mấy làm vui trước tin này. Sự bất lực của cảnh sát không kéo dài lâu khi mà ở tập 7, phía cảnh sát đã lục lại camera của xưởng in và phát hiện ra chiếc xe mà Tokyo và Rio sử dụng để đến đây cách đây vài tuần và họ bắt đầu truy lùng chiếc xe đó ở khắp nơi ở Tây Ban Nha với hy vọng tìm thấy chiếc xe với một vài dấu vân tay còn sót lại. Giáo sư thì thông qua máy nghe lén cũng biết được chuyện này và sau khi nhận ra Helsinki không thể tiêu hủy chiếc xe như yêu cầu và chỉ vứt nó ở một bãi phế liệu, anh đã phải tức tốc đến đó hòng xóa dấu vết còn lại trên xe. Tại bãi phế liệu, dù gặp rất nhiều khó khăn với tên bảo vệ khó ưa ở đây, nhưng sau cùng giáo sư cũng có thể tiếp cận và xóa hết mọi dấu vết trên xe. Nhưng bất ngờ ở chỗ là trước khi rời đi, giáo sư đã để lại trên chiếc xe một cái cúc áo của Berlin. Tuy nhiên, thì chưa kịp rời khỏi bãi phế liệu thì phía cảnh sát đã ập đến. Sau khi xác định được nơi bỏ chiếc xe, giáo sư thì nhờ tài hóa trang và chịu chơi của bản thân cũng đã qua mắt được cảnh sát và tẩu thoát thành công.
Tiếp tục với tập 8, sau khi tiêu hủy hết tất cả bằng chứng ở bãi phế liệu, giáo sư đã ghi âm lại việc mà phía cục tình báo lựa chọn thả Allison thay vì 8 học sinh sinh viên khác. Sau đó, anh tung nó ra cho báo giới được hay và rõ ràng người dân Tây Ban Nha đã vô cùng phẫn nộ. Họ bắt đầu đứng về phe của băng cướp và quay lưng với chính phủ. Để chữa cháy cho chuyện này, phía cảnh sát sau khi tìm hiểu qua chiếc cúc áo mà giáo sư bỏ lại trên xe kia đã điều tra ra được thân phận thực sự của Becklin và họ dự định công bố với công chúng rằng anh là một kẻ xâm hại tình dục trẻ em thay vì là một tên cướp thông thường để xoa dịu lại dư luận sau lùm xùm vừa qua. Ngoài ra thì về phía cảnh sát cũng tìm ra được người làm chứng để xác minh thân phận của giáo sư. Quay trở lại với vụ của Becklin trong tập 9, sau khi biết được rằng phía cảnh sát đã xác minh ra danh tính của anh từ một chiếc cúc áo trong xe, Becklin đã nghĩ rằng vài tháng trước, chính Denver đã mặc chiếc áo của anh và đi chiếc xe này và bất cẩn để quên trên đó một chiếc cúc nên đã rất tức giận nên đã đi tìm và trả thù Denver. Tuy nhiên thì lúc Becklin chạm mặt được với Denver cũng là lúc mà anh ta đang đưa Monica ra ngoài hầm chứa tiền để đi vệ sinh. Ngay lúc mà tất cả các đồng đội nay đều chĩa súng vào nhau và không có một chút khoan nhượng, giáo sư đã gọi đến và thông báo cho Becklin rằng anh chính là người đã để lại chiếc cúc áo kia trên xe. Giải thích cho hành động này thì đó là hình phạt dành cho Becklin khi anh vượt qua giới hạn và đã giết con tin. Dù sự thật rằng Monica vẫn chưa chết, nhưng chuyện gì đã qua thì cũng đã qua. Tất cả những xung đột vừa qua tạm thời gác lại và giáo sư bắt đầu tiến hành tiếp kế hoạch của mình sau khi nhận ra không con tin nào thiệt mạng. Berlin, Tokyo và Helsinki sau đó đã điên cuồng xả súng vào những bao cát và các con tin cứ liên tục hò hét để khiến phía cảnh sát lo lắng. Và đúng là như thế, Raquel đã ngay lập tức gọi điện cho giáo sư và yêu cầu anh phải đưa ra bằng chứng rằng các con tin đã an toàn. Ngoài ra thì trong tập phim này, giáo sư cũng đã giữ cho thân phận của mình an toàn khi đe dọa được nhân chứng của phía cảnh sát khiến anh ta xóa hết phát họa chân dung anh. Qua tập 10 thì tất cả những cuộn băng ghi hình về bằng chứng các con tin và an toàn được gửi cho bên cảnh sát đều không được thông qua. Vì họ cho rằng những đoạn băng này đều đã bị chỉnh sửa nên đích thân Raquel đã yêu cầu được tiến vào trong để xác minh chuyện này và giáo sư đã chấp nhận. Raquel sau khi tiến vào trong xưởng in thì bị phát hiện ra có giấu trong người một chiếc micro. Tưởng chừng như đây chỉ là một chiếc mic để ghi âm bình thường, nhưng đó là một thông điệp để gài bẫy Rio, khi mà bên trong đó là một cuộn phim ghi lại cảnh bố mẹ Rio ra sức khuyên cậu hãy đầu thú. Quay trở lại với việc xác minh của Raquel, thì sau hàng loạt con tin, thì đến lượt Allison lại gặp rắc rối, khi mà cô nghe lời của tên lươn lẹo Arturo là đi tìm chỗ trốn khiến cả bọn nháo nhào đi tìm. Nhưng may mắn là giáo sư thông qua camera đã phát hiện ra cô và chỉ điểm cho cả bọn, nên cuộc xác minh của Raquel đến đây là dừng lại. Tuy nhiên thì cả nhóm đã phải đối mặt với một thông tin sét đánh rằng Becklin đã bị mắc bệnh Alzheimer và chỉ còn khoảng hơn nửa năm để sống. Tiếp tục với tập 11 thì ta biết được rằng trong tập trước, thông qua thiết bị nghe lén của mình trong mắt kính của Angel, giáo sư nghe được một cuộc đối thoại của anh ta về Raquel về một tiệm thuốc có thể chứa được manh mối quan trọng để biết được danh tính của người đứng đầu vụ cướp. Chính vì thế mà giáo sư đã đến được tiệm thuốc đó trước, cướp đi những bằng chứng và điều này đã đẩy Angel vào thế là người phản bội. Vì trong mọi phi vụ riêng tư của Raquel và anh đều bị phá sản, cho nên Angel đã bị cô loại ra khỏi chiến dịch lần này. Dù đã bị loại bỏ, nhưng Angel vẫn kịp thời gieo vào đầu Raquel những suy nghĩ rằng gã tự xưng là Sava mà cô thường xuyên gặp ở quán cà phê chính là kẻ chủ mưu của vụ cướp và khuyên cô nên khám xét nhà của gã. Rõ ràng là giáo sư không biết trước được chuyện này vì anh đã chủ quan, nghĩ rằng Angel đã bị loại nên không tiếp tục nghe lén nữa. Và đó là lý do mà anh bị Raquel phủ đầu ở quán cà phê khi cô bắt anh tự dẫn đường về nhà để tiện cho việc khám xét. Một số rắc rối không đáng kể khác cũng xảy ra tương tự và cũng tạm thời được giải quyết ở trong xưởng in. Rio sau một hồi lưỡng lự thì cũng nhận ra phía cảnh sát chỉ cố tình nói lời ngon ngọt để dụ mình nên đã từ chối cung cấp thông tin. Berlin thì khống chế được Allison khi thông báo rằng nếu cô còn nổi loạn nữa thì gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm. Monica từ đó có cảm tình, đã trở nên yêu Denver. Tuy nhiên thì các con tin còn lại không dễ khống chế như thế, khi Arturo đã kéo được tương đối nhiều bè phái để chuẩn bị cho cuộc làm loạn. Sang tập 12 thì ta quay trở lại với việc giáo sư đang bị Raquel tra khảo. May mắn thay bằng một cách thần kỳ nào đó mà anh đã lường trước được chuyện này và sắp đặt một căn phòng cực kỳ lung linh. Các trang thiết bị cần thiết để theo dõi bên trong xưởng in thì đương nhiên vẫn ở một chỗ kín đáo an toàn. Cả hai sau đó cũng xóa bỏ đi nhiều hiểu nhầm và có tình cảm với nhau. Mặt khác thì Angel lúc này đã xác nhận được Sava chính là kẻ cầm đầu của vụ cướp, nhưng không may là anh gặp tai nạn và không thể nào báo lại thông tin này cho Raquel hay. Nhưng trong cái rủi thì vẫn có cái may với phía cảnh sát. Chính vì giáo sư đã phân tâm khi đang mải mê đắm chìm với Raquel mà không thể phát giác ra cuộc bạo động trong xưởng in. 16 con tin đã đàn áp được Oroso sau khi đánh cục anh và tẩu thoát ra ngoài thành công nhờ các gói thuốc nổ mà cả nhóm cài vào cửa thoát hiểm trước đó, hòng phục kích phía cảnh sát. May mắn sao là nhờ Arturo mồm mép sau khi phát hiện ra Monica và Denver đang ăn nằm với nhau đã giận quá mức khôn mà đánh Denver.
nếu không phải bị Denver đập cho một trận, hắn đã nói cho anh về kế hoạch tẩu thoát của 16 con tin kia. Dù không thể ngăn cản các con tin tẩu thoát, nhưng cả nhóm cũng biến thành công, lập lại lối thoát kia và ngăn chặn không cho phía cảnh sát đập vào. Thất bại đầu tiên đã đến với kế hoạch của giáo sư. Thiệt hại của vụ việc này, bên cạnh chuyện mất đi 16 con tin, thì Helsinki bị trúng đạn và Oso thì bị hôn mê bất tỉnh. Đến với tập cuối cùng của loạt phim, bên cạnh một Oso giờ đây phải sống với trạng thái thực vật, cả nhóm đã đi đến một thống nhất với nhau là tiếp tục giữ anh ở lại sừng in vì Oso thà chết chứ không ngồi tù. Giờ đây, phi vụ của giáo sư lại tiếp tục phải đối mặt với những thách thức khi các con tin đã dũng cảm hơn và sẽ có nguy cơ tiếp tục làm loạn. Để ngăn chặn chuyện này, Berlin đã đưa ra một lời đề nghị với các con tin rằng nếu ai ở đây cùng họ cho tới cuối phi vụ sẽ được nhận 1 triệu đô. Tuy nhiên, không con tin nào biết rằng nếu không chấp nhận ở lại và chọn rời đi, tất cả sẽ bị bắt giam ở dưới tầng hầm để tránh hậu quả tiếp tục tái diễn. Ngoại trừ Monica tự nguyện ở lại vì đã chót yêu Denver ra và những người hoạt động trong xưởng in cũng quyết định ở lại để lấy thêm tiền. Arturo và những con tin khác chọn ở lại vì biết trước được kế hoạch bắt nhốt của Berlin. Về phía giáo sư thì anh lại tiếp tục phải đối mặt với một rắc rối khác nữa, đó là về Angel, khi mà trước khi gặp tai nạn, anh ta đã kể lại một lời nhắn tố cáo anh và lời nhắn này đã được bà mẹ đáng trí của Raquel ghi chú lại. Tưởng chừng như phải xuống tay với mẹ của người mình yêu, nhưng trong những giây phút quyết định, giáo sư đã phát hiện ra chuyện bà bị đáng trí nên đã dừng việc ám sát bà lại, xóa hết toàn bộ những lời tố giác mà Angel nói cho bà nghe qua điện thoại và có một buổi tối yên ổn với Raquel. Nhưng rồi giông bão chưa dừng lại được bao lâu khi mà phía cảnh sát đã phát hiện ra được căn nhà mà giáo sư cùng cả nhóm đã tập dượt trước khi phi vụ diễn ra và đích thân giáo sư phải đưa Raquel đến căn nhà đó để khám xét. Và đó là toàn bộ những gì đã diễn ra trong phi vụ triệu đô mùa 1. Liệu chúng mình có bỏ lỡ chi tiết nào không? Hãy để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận. Đừng quên like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng mình ra mắt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Where to Where Out.